Hello anh em, chào mừng em quay trở lại kênh Weebu Game. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho em một số cách để mà anh em có thể cày được kim cương hoàn toàn free mà không cần lạp ở trong game gọi rồng online nhé. Thì cái đầu tiên thì chắc chắn là 99% anh em chơi ngọc rồng đều biết rồi. Đó chính là phần phúc lợi này. Khi mà online ngày đạt đủ 240 phút thì anh em sẽ nhận được tầm hai mấy ba mấy kim cương ấy. Xem nào, 9, 18 18 18 cộng 15 bằng 33 33 kim cương mỗi ngày nếu mà online đủ 240 phút. Và online 7 ngày thì chắc anh em cũng biết rồi, nếu mà online đủ 7 ngày sẽ nhận được nhân sâm cùng cùng với tầm 75 kim cương nữa. Đây là trong những cái một trong những cái mà anh em chỉ cần online là nhận được kim cương thôi. Nhưng mà cái phần này thì chắc chắn nhiều người biết rồi nên là mình chắc không cần phải nữa đâu. Còn mấy cái quá lạp, mấy cái đầu tư bên này thì phải nạp tiền rồi nên là mình sẽ không nói về những cái phần như thế này. Ok, và cái tiếp theo đó chính là sang thằng đổi tiền tệ này này, thằng Uron này này. Mình đọc tên nó không đúng lắm đâu, nhưng mà đại loại là nó đứng gần cái thằng kỹ sư cơ khí. Ở đây thì nó có phần nhận thưởng mỗi tuần này này. Khi mà anh em đạt đủ 40 điểm sôi nổi trở lên sẽ nhận được kim cương nha, mình chắc chắn luôn. Nhưng mà điểm sôi nổi thì anh em cần phải tích ở trong một số cái hoạt động. Đây mình sẽ cho anh em xem đâu nha. Ở phần cần biết này này, điểm sôi nổi sẽ bị trừ mỗi ngày lớn hơn không, có nghĩa là điểm sôi nổi của anh em lớn hơn không mỗi ngày sẽ bị trừ 1 điểm. Nếu điểm sôi nổi từ 50 trở lên thì mỗi ngày sẽ bị trừ 2 điểm. Điểm sôi nổi càng cao chỉ bị trừ càng nhiều nhá. Và cái điểm sôi nổi này anh em có thể kiếm được khi mà tham gia các cái hoạt động trong game như kiểu là đi địa ngục này, giải đấu sức mạnh võ đài vũ trụ hay là làm nhiệm vụ gì đấy. Nó sẽ nhận được những cái điểm sôi nổi đấy chắc là mỗi lần một cái. Và cái tiếp theo đó chính là nhận được kim cương là ở phần so tài cao thủ. Khi mà anh em đánh bại boss nhá, nó sẽ rơi ra kim cương. Tùy thuộc vào con boss đấy là con boss nào nữa mà lượng kim cương sẽ rơi khác nhau. Nhưng mà cái chuyện mà anh em KS được boss của mấy cái ông VIP thì nghe cũng có vẻ hơi hơi khoai một chút. Ok, và khi mà anh em mở túi bỏ đỏ thì cũng có cơ hội may mắn để mà nhận được kim cương nữa. Và cả cái dương hoạt động này này, khi mà tham gia các cái hoạt động thì nó cũng có nhận được những cái dương hoạt động như này, anh em mở ra cũng có tỷ lệ may mắn nhận được kim cương. Và không phải là mỗi kim cương không đâu, có thể nhận được đá cấp 8 hay là đá cấp 6, cấp 5, cấp 4 cũng có. Và nếu mà may mắn hơn nữa sẽ nhận được bát. Ở trong phần đổi tiền tệ này thì có một phần rất là hay mà mình khá là thích, mà đó chính là mua bán Jenny này này. Anh em chỉ cần mất tầm cũng không biết được đâu, tùy thuộc vào cái người định mà mua Jenny của anh em thôi, à mua bát của anh em thôi. Thì anh em cứ giao bán bát lên đây. Mình đang hiện có 13k thì không nhiều, nhưng mà kiểu như là giá nhập tối thiểu là 5.000 bát đổi lấy một Jenny, nhưng mà tùy theo là có người chơi khác mua không thôi nhá. Thì là anh em chắc chắn là phải nhập cho người ta có lãi thì người ta mới mua, rồi không người ta sẽ không bao giờ mua đâu. Anh em cứ nhập tầm 5.500 đến 6.000 bát để đổi lấy một Jenny thì kiểu gì cũng có người mua, mình chắc là vậy. Và khi mà có Jenny rồi thì từ ui bán nhầm rồi. Khi mà có Jenny thì anh em có thể vào cái shop shop ở trên này, là shop ở trên này ấy, tầm 50 Jenny thì sẽ đổi được 100 kim cương, nhưng mà nghe có vẻ khá là lâu. Và không thì vào cái shop khuyến mãi này cũng được đó. Và ở đây cũng có một phần nữa, đó chính là shop của vũ trụ, cũng khá là hay và mình cũng mới phát hiện ra. Đó chính là anh em chỉ cần tiêu 220.000 bát để đổi lấy một túi kim cương, nhưng mà nghe có vẻ khá là hóc đấy. Thà dùng 200.000 bát đấy để mà mua một cái gì đấy mặc còn hơn. Đây, và đặc biệt khi mà anh em có điểm cống hiến ở trong vũ trụ hơn 100 điểm trở lên thì sẽ nhận được vật phẩm phân phát. Vật phẩm phân phát ở đây có nghĩa là mình không biết là có những vật phẩm phân phát nào đó nữa không, nhưng mà với cái cột mốc mà điểm cống hiến của mình thì mình đã nhận được kim cương ở trong này.
ở trong kho này. Khi mà anh em đạt được hơn 100 điểm thì anh em nhấn vào phần nhận thưởng ở đây, nhưng mà ở đây mình nhận mẹ rồi, thế là nó chỉ ghi chữ đã nhận thôi. Đó thì nó sẽ nhận được kim cương ở trong phần kho này của clan mình nhá. Ok. Và đó cũng chính là tất cả những gì mà mình muốn truyền đạt đến anh em. Còn nếu mà anh em muốn cày nhiều hơn thì chắc chắn là sẽ phải làm tiền là bước đơn giản nhất rồi. Ok, cứ làm tiền là đơn giản nhất. Làm Jenny ngày này. Nói chung là cứ nạp tiền vào thì lúc nào chả có. Food online, đầu tư food online được đấy. Tinh anh thủ lĩnh, ui xổ, game 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 vãi cả đái. Xong rồi mình còn phát hiện một điều rất là hãm nồn ở ký tự game này luôn. Đợi mình một chút. Cái thằng quy não tiên sinh này mồm nó núc đéo là nó cũng kêu là giao cho nhiệm vụ dễ, nhưng mà thực ra thì tối hôm qua nó cho mình một phát ba lần liên tiếp phải trả lời câu hỏi của nó, tổng cộng là cũng phải 30 câu hỏi. Mà những cái câu hỏi thì anh em biết rồi đấy, ham vãi cứt. Nhưng mà hôm nay thì cũng nghe có vẻ dễ hơn này, tiêu diệt con gai 10 con ở được đấy, thôi không phun nữa. Và ok, đến đây thì clip của mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu anh em thấy clip của mình hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.